Phương pháp tiếp theo đó là phương pháp chữa nghẹt mũi bằng các bài thuốc nam dân gian cổ truyền. Từ ngàn đời xưa, ông cha ta đã biết sử dụng các cái thảo dược truyền thống bình dân mà dễ kiếm tìm để điều trị bệnh nghẹt mũi. Các bài thuốc cổ phương này dựa trên thuyết âm dương ngũ hành, giúp lưu thông khí huyết, giải cảm tán hàn và cải thiện tình trạng viêm mũi dẹt nghẹt mũi rất là hiệu quả. Dưới đây xin đôi feedback nhỏ cho các anh chị 5 cái bài thuốc dễ làm nhất điều trị nghẹt mũi. Bài số 1, trạng gừng mật ong. Anh chị kiếm cho sinh đôi một củ gừng tươi khoảng 50g. Chúng ta rửa sạch, cạo sạch vỏ và thái làm lát mỏng. Tất cả chúng ta cho vào một cái cốc, một cái ly nước nóng, đợi trong khoảng 15 phút để cho cái nước cốt gừng nó ra hết. Khi đó cái nước nó chuyển sang màu vàng là chúng ta có thể dùng được. Chúng ta cho thêm 2 thìa mật ong, khuấy đều lên, dùng được luôn. Một ngày chúng ta nên làm 2 lần như thế. Lưu ý đối với các trường hợp mà các anh chị bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng và đau dạ dày thì không nên dùng thứ hai, đó là nước chanh mật ong. Thì việc uống nước chanh mật ong cũng giúp hết nghẹt mũi sổ mũi nhanh chóng. Trong nước chanh có chứa nhiều vitamin C, có tác dụng là tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp cơ thể chống mệt mỏi và chống nhiễm trùng rất tốt. Chúng ta đi uống nước chanh một ngày 2 lần vào trước các bữa ăn buổi sáng và buổi tối. Bài thứ 3 đó là bài nước cốt tỏi mật ong. Trong tỏi có hàm lượng anisin và scopolamine rất là cao, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Tinh dầu tỏi cũng giúp chúng ta được thông mũi hiệu quả. Dân gian thường dùng tỏi để làm gia vị, chế biến các món ăn cũng như làm thuốc. Thì cách làm nước cốt tỏi tương đối đơn giản. Các chị kiếm cho sinh đôi 2 nhánh tỏi hay là 2 tép tỏi đấy. Chúng ta bóc vỏ, giã nát đi. Sau đó là trộn thêm khoảng 2 thìa canh mật ong vào nước cốt tỏi này và có thể dùng trực tiếp được. Bài thứ 3 đó là trà bạc hà. Các anh chị chuẩn bị cho sinh đôi 30g lá bạc hà tươi. Chúng ta rửa sạch, đem hãm với 500ml nước sôi trong vòng 15 cho đến khi mà tinh chất bạc hà nó ra hết. Chúng ta có thể thêm mật ong hoặc đường phèn vào và sử dụng trực tiếp. Chúng ta có thể uống cái nước bạc hà này thay nước trong này. Thì đây cũng là một cái phương pháp mà chữa nghẹt mũi rất hiệu quả. Bài thứ 5, uống nước tía tô nóng. Tía tô là một loại lá thần dược được người dân châu Á rất là ưa chuộng sử dụng. Lá tía tô có các hoạt chất chống viêm tự nhiên, chống dị ứng, giải cảm, tán hàn, giúp đẹp da và tăng cường sức đề kháng. Lá tía tô thường xuất hiện trong nhiều bài thuốc đông y. Thì cách làm trà tía tô như sau. Chúng ta chuẩn bị một nắm lá tía tô, rửa sạch rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút. Chúng ta lấy ra để cho ráo, đun sôi 2,5 lít nước, rồi cho lá tía tô vào. Chúng ta đậy kín nắp lại, đun sôi nhỏ lửa trong vòng 2 phút nữa thì chúng ta tắt bếp để cho nguội. Sau khi mà nước lá tía tô đã nguội rồi, chúng ta cho thêm một chút đường và 3 lát chanh tươi vào cho nó dễ uống. Để chúng ta đem cái nước tía tô này bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và chia làm nhiều lần uống trong ngày.